Xin chào quý cô chú anh chị các bạn, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Đi Đến Đây của em. Hiện tại chúng ta đang trên con đường Nguyễn Huệ thuộc địa phận phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang. Hướng chúng ta đang chạy thì hướng xuống bến phà Ô Môi. Phà Ô Môi thì nếu mà mọi người mà đi phà Ô Môi sẽ đi qua bên phà bên Cù Lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng. Còn cái phà Ô Môi đó hồi xưa thì nó là phà An Hòa cũ. Bây giờ lưu lượng xe cộ nhiều nên sẽ phà An Hòa nó giờ qua chỗ khác rồi. Giờ sáng nên ta đi chợ rất là nhộn nhịp. Thì chúng ta quẹo phải qua con đường Bạch Đằng. Chúng ta quẹo trái đi qua con đường Nguyễn Văn Sừng, đây đường chợ đó. Đâu ở phải, đây là chợ Long Xuyên, còn này phía bên ngoài. Đi hết con đường này đã ra con đường Nguyễn Trãi. Ngày xưa thì đường này là Đại Lộ Tự Do. Giờ nhà cửa rất là nhiều. Từ giao nhau với con đường Nguyễn Thập Ngọc Hầu và tiếp tục di chuyển trên con đường Nguyễn Trãi. Chúng ta chuẩn bị qua giao lộ với con đường Hùng Vương. Bên phải màn hình của chương trình các bạn là ngôi trường và trường học của Hồng Long Xuyên. Ngày xưa là con trường này là trường Phụng Sự. Ở phía trước mình có chứa như các bạn là cái đèn bốn ngọn á. Chúng ta sẽ đi thẳng qua bên đường Hoàng Hoàng Hổ.
giờ chúng ta qua địa phận phường Mỹ Xuyên. Trên đường này hồi xưa ở đây có nghĩa địa rất là nhiều á, nhưng mà từ khi dân số ngày ngày càng tăng thì cái nghĩa địa được dời đi vào trong Mỹ Hòa rồi. Bây giờ khoảng 7 giờ mấy gần 8 giờ rồi. Xe cộ bây giờ trên đường cũng khá là đông. Bởi vì người ta đi làm á. Nếu mọi người quẹo trái thì đường đó chúng ta đi là đường Nhân Thêm, đi ở cánh Đồng Quan. Bây giờ trong đó nhà cửa mọc rất là nhiều. Chúng đi qua cầu ở qua cống cống Bà Bầu. Ngày trước đó thì là cái cầu Bà Bầu. Giờ bỏ cầu rồi. Đường chỗ này nó hơi gồ ghề. Ở đây là cái cầu ông Mạnh nè. Từ đây mà chạy vô Hội Sơn là tầm 27 cây số. Còn đi qua ngã ba này đi thẳng vô là sẽ chúng ta sẽ đi qua địa phận Mỹ Hòa, rồi chúng ta sẽ quẹo phải. Bỏ đi con đường Nguyễn Hoàng. Con đường này là con đường như là rộng nhất ở Long Xuyên à. 6 làn xe. Đường khu này thì cũng mới được mở đây. Nếu mọi người quẹo phải thì chúng ta sẽ đi qua bên cầu Mỹ Bình. Và chúng ta sẽ qua cầu Nguyễn Thái Học. Thì chúng ta sẽ đi thẳng đường này hướng qua bên địa phận phường Bình Khánh nè.
video đến đây cũng khá là dài, em xin được tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý cô chú và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào.